đi coi cái cây mới này, cái chỗ có mới mới xây cái gì nè các bạn. Nabi mới mở trụ sở cảnh sát biết không? Hôm qua tôi mới cho gọi là cho cái chứng nhận để Nabi đi hành nghề cảnh sát á. Hello. Chào cảnh sát trưởng. Ủa cảnh sát trưởng mặc đồ kỳ á, đồ cảnh sát đâu bà nội? Nè, ổ đang mặc mà. Không có mà. Nè, thấy chưa? Thấy rồi. Đồ Hoàng gia khảo phạm nhân đó. Đây đây, để tôi giúp phạm nhân bỏ trốn cho nó nhanh. Ồ, cảnh sát trưởng xịn như thế à. Chờ xíu thôi mà chờ. Con nào bị bắt không? Cho đi thăm tù coi. Có hai thằng tù nhân. Hai thằng này nó lì lắm luôn. Ủa? Ai? Cho ra đi chị ơi. Ở đây mấy ngày rồi. Thằng kia đi vô kìa. Trời ơi. Không rồi, đi vô. Ơi, đừng có tắt đèn. Trời ơi, bà tắt đèn quậy quá chứ My ơi. Đi vô kìa mày. Mày biết tao là ai không? Mày thấy tổng thống bị bắt rồi. Ủa, Abby đi đâu mãi vậy? Đi vô. Cắm lại. Ủa? Đi vô. Bật đèn lên coi trời ơi. Học thấy được. Hai chi, hai chi, hai chi, hai chi. Đi lên. Trời ơi, mặt hay cái gì vậy? Hello Abby. Đi đâu? Đi làm gì đây? Em tính qua tù hả? Đi thăm tù đúng không? Đi vô đi bà nội. Vô đi nói nhiều quá. Đi thăm tù thì nói một tiếng. Thì coi xíu nó thăm gì giùm mi. Đi coi xuống giùm chị coi. Nè, chị nói cho em nghe nha. Người cho nó vô nói chuyện đó. Đi. Cho vô nói chuyện. Đứng đây nói chuyện đi. Em á, nó ở tù rồi mà nó không có chuyện gì. Làm gì cơ? Anh không hiểu sao anh đi qua được gặp mấy đứa kia. Tôi thấy thằng Quy nó còn có phước hơn nữa. Hai chi không ai thăm luôn. Đúng rồi. Nó kia đi đâu báo rồi. Nó cứu cái gì? Thôi đi 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 đi. Trời ơi. Cái báo. Cái gì vậy? Cái báo gì vậy? Nó đâu vậy? Không thấy hình bóng nó đâu vậy? Cái gì vậy? Tổng thống đây. Từ. Từ. Yeah. Mọi người ơi, có báo mới. Em cái này em vừa lấy từ chính phủ. Là Đan Minh sắp có một cái tấp tay họ sắp đặt tôi rồi. Tai họ? Tai họ? Gì vậy mày? Là gì? Tao làm tổng thống thì không bao giờ có tai họa, hiểu chưa? Không biết tai họa gì luôn. Vinh Ghi sẽ chuẩn bị ẻ cất dựng lên đúng không? Tao mà cái gì? Đây nè. Em mới nghe là có mấy con chó trong của anh Rider á. Chó trong Rider là gì? Mấy con chó của anh Rider sẽ đi vô làng mình tham quan cái bữa đúng không? Biết rồi. Mày kể nhanh đi. Tụi nó đã biết thành SS rồi. Cái làng kế bên tụi mình á, tụi nó đi qua làng nào là làng đó như bị bỏ hôn anh, nát anh banh luôn, người chết cả. Thì nó liên quan gì tới làng mình đâu? Đúng rồi. Nó sắp tới làng mình. Quy cho nên sắp làng mình sắp tay họ rồi đó. Nó sắp tới làng mình. Sao em biết được vụ đó được? Em biết được. Nhưng mà sắp tới làng mình. Trời ơi, em có quen với ai mấy em cảnh sát mà mấy ổng á nói em là cái này bí mật của chính phủ thôi. Những làng nào mà vô á bị con mấy con này đánh là chính phủ sẽ gạch tên cái mấy cái làng nó ra khỏi bản đồ luôn. Cái làng mình đó là gạch tên. Sẽ không được ai báo cáo á. Ê, nhưng mà ủa nhưng mà tụi nó đánh sao tụi mình? Ơi, cái làng trước là bị đánh sao? Như là mỗi ngày nó sẽ ra một con mà tới 6 ngày nữa anh nghĩ sao chơi? Anh ơi. Sao chưa nói? Làng đội của Hải nó có 6 con mà tụi nó chia ra mỗi ngày một đứa ra để tụi nó phá làng. Đúng rồi. Mình sẽ chịu đựng trong 6 ngày, nếu mà mình chịu đựng được thì làng mình còn không thì làng mình mất luôn. Anh đồ. Đúng rồi. Giờ sao? Bây giờ ban lệnh mới. Mấy thằng tù nhân kêu nó thả nó ra đi, chuẩn bị kêu tụi nó chiến đấu kìa. Không thôi nhốt vậy chắc tụi nó không tụi mình hứa chân lật lắm. Giờ chuẩn bị về nhà. Chuẩn bị đồ đi, nhanh lên. Ok, tôi đi liền. Abby cũng đi về chung với chị mày đi. Ok. Trời, con nhỏ nhà báo này đi tìm hiểu thông tin về cho anh. Trời ơi. Những người cái em sắp vô lại nha kìa. Đi. Thôi đâu? Từ từ. Gì mà kêu ra đừng thả rồi vậy? Thông báo mới nè. Từ từ, cái này còn ghê hơn tụi mày ngồi tù nữa đó. Những chú chó của họ SE đang bị xâm chuẩn bị xâm chiếm làng của mình, nó sẽ có 6 ngày lận. Nó sẽ xâm chiếm, nếu mà mình phòng chống được 6 ngày thì làng mình còn không là coi như mất trắng. Thôi làng. Cái gì vậy? Thì ơi. Thầy Ginky nó mới nói kìa, nói chung bây giờ làng trên mới bị kìa. Nói chung là bây trời giờ tụi bay bắt đầu thả tụi bay về để tụi bay chuẩn bị đồ để chuẩn bị tụi mình chiến đấu chung, hiểu chưa? Hôm bữa Rider giờ làm chó nữa. Nhanh lên. Ấy, quên nữa Nabi. Bà nội, bà làm cảnh sát thì chuẩn bị súng ống đi. Ông ơi, bà đi theo tôi làm gì? Thôi được rồi, bây giờ phải chuẩn bị thôi các bạn ơi. Ngày mai bắt đầu là đêm đầu tiên. Những chú chó của họ sẽ xâm chiếm vào đó. Không biết chú chó nào sẽ xâm chiếm tụi mình nữa. Mày làm gì thôi? Đang xây nhà. Ủa, đang chống bảo vệ nhà. Phải không, đụng vô là giật điện. Được, phép mình hay. Bây giờ, những ngôi nhà còn lại, mày cố gắng thì đi bảo bọc ngôi nhà để mình gọi là giữ được những ngôi nhà của mình.
hiểu chưa? Đúng rồi, giữ an toàn. Ok 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 mình phải xây mấy cái này ra nè các bạn. Thằng Huy nó mới đưa mình mấy cái hàng rào nè. Rồi, ok, nhà mình đã được đóng lại rồi các bạn. Ui, nhà quay sao rồi, nhà sao rồi, nhà anh em sao rồi, nhà anh xem em sao rồi. Đây nè, đây nè, đây, đây. Dạ. Xây phụ nhà Nabi nè. Ok, quay qua xây phụ nhà Nabi lên, xong rồi qua nhà Jimmy nè, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đúng rồi, anh chiếm gần bữa giờ là 5, 6, 7 cái lạng rồi á. Xin lẹ em ơi. Gì vậy, 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 vậy bây giờ lẹ, 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 lẹ. Ơi, tụi mình ơi khoan khoan chế đồ kim cương Jimmy ơi. Tụi mình ai cái gì? Tụi mình phải cần tụi mình phải cần kiểu như giữ đồ lại sợ 6 đêm mình xài hết á. Còn giữ kim cương, tụi vẫn còn giữ kim cương, tụi sẽ chế đồ sao? Quay qua qua nhà này nhanh lên, 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 nhanh lên. Lắp lại các bạn ơi, lắp lại các bạn ơi. Nó mà gặp mình một cái là tôi bụi luôn đó anh em ơi, banh làng đó, banh làng như chơi đó. Đi. Nhà khu nước bự quá, tụi mình chỉ cần xài gì thôi anh em. Rồi. Đi thôi cho nó là được rồi. Lê chưa, cà lê chưa? Còn gì không? Còn gì không? Ơi nhàn sao nhàn sao riêng kìa, qua giúp nhàn sao riêng với nhà quên 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 trời ơi, trời ơi. Quên nhà này luôn hả bây? Quên nữa, quên nữa. Còn cái nhà, còn cái nhà của cái đồn cảnh sát rồi đấy, tụi mình giữ súng ở trong, giữ súng ở trong đó đó anh em. Nên vì thế tụi mình cố gắng bảo vệ luôn cái nhà đó. Ok 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 ok. Trời ơi. Còn nhà chưa không vậy? Có kỹ đi nha. Nè. Lắp lắp lắp. Nhà bên kìa. Qua nhà bị luôn, qua nhà bị luôn, nhanh 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 nhanh. Vô chừng giật thấy má bây giờ. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên mọi người. Rồi 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 rồi, bạn. Rồi 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 rồi. Chuẩn bị ra giữa làng đi lấy súng tụi mình chuẩn bị chiến đấu nè anh em. Tối nay bắt đầu tụi nó xâm chiếm rồi đó, nhanh lên. Ôi. Ôi giời, nó chuẩn bị xâm chiếm thế giới của mình rồi các bạn ơi. Không ổn rồi, nhanh lên. Trời ơi bạn ơi, tối rồi bây giờ cái con chó đầu tiên đã xuất hiện rồi đó, tên là Sky. Là cái con chó mà con gái á, con chó chó cái, chó cái. Nó đâu uống rượu nước kìa. Quá trời. Nó vô xuống dưới, xuống dưới coi sao, xuống dưới coi sao. Go 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 go. Đi mọi người ơi. Trời ơi nhanh chóng lên. Kìa nó kìa. Nhanh. Trời ơi. Ôi ôi mấy chó đen nó kìa. Trời ơi đông vậy. Ủa nó bị giật điện, nó bị giật điện, nó bị giật điện. Ngủ trường, ngủ trường. Hay lắm thôi ơi. Ngủ trường, bẫy của tao mà. Nghe tiếng súng không? Nghe tiếng súng không? Ờ. Nghe nghe nghe. Kệ 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 là Nabi phải. Bên Nabi ơi anh em. Đi 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 đi. Ơi từ 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 coi cho cái gì kìa. Né đi né đi, né đi em. Trời ơi chạy 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 nó vô tới kìa. Né né nè. Chạy em ơi. Hay đây kìa ơi. Ôi vô mọi người ơi. Vô vô vô. Mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa. Mọi người đi, mọi người đi. Mở cửa giúp cây. Mở đi, mở ra. Chạy nhanh lên đi. Vô vô anh em ơi, vô anh em ơi. Ủa 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 ủa. Đi 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 anh em ơi, go 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 nhanh lên. Qua bên mọi người ơi, mọi người ơi. Nó bay kìa, nó bay kìa, nó bay kìa. Ê, mọi người vô lẹ, vô lẹ, vô lẹ. Cho mấy cái cửa đi tụi nha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, có súng rồi, có súng rồi, có súng rồi anh em. Đấy, đi giết con Sky nha, con Sky nha, hồi máu lại kìa. Ồ, cố lên. Wow, con Sky cũng yếu lắm, không có mệt. Sky, ế, xìu à, từ từ, từ từ. Ơi, đó. Đó. Mấy con đầu liễu á, mấy con đầu liễu xìu anh em. Hay đó. Trời ơi. Trời ơi, cali 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 cali. Em mấy con chó nhỏ nữa nè. Ôi ơi. Nhiều nhau. Ôi ơi, mày định dí đâu? Mày mà dí đâu? Ôi nhiều quá nhỏ. Hết rồi, hết rồi, mọi người chia nhau đi tìm thử thôi. Rồi đem đầu mà hết đơn. Cũng đơn giản quá đó anh em. Đâu 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 đâu. Ôi 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 ôi. Hay lắm anh em, hay lắm anh em. Đi tiếp anh em ơi. Ôi, hình như có mang sồ ra luôn kìa. Mang sồ xuất hiện kìa. Ủa, mày cháu kìa. Ủa, cháu không? Con này cháu không? Mày cháu ơi, mình hửa anh em. Từ từ, từ từ. Ủa, mấy con chó con này, mấy con chó nhỏ, mấy con chó nhỏ. Ở đây mày dẫn điện kìa, mày dẫn điện kìa, mày dẫn điện kìa. Kéo vô điện, kéo vô điện. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, ủa, mày coi máu nó kìa, châu bò mày. Ủa, sao chết rồi, sao chết rồi. Hay lắm mọi người. Ma sồ của chúng tôi này. Ma sồ, ma sồ. Ủa cho con nhiều lắm. Ôi, nhà hơi quá trời luôn nè. Ủa, nhà hơi quá trời luôn. Tập hợp với nhà hơi nhiều lắm. Từ từ, từ từ, từ từ, mọi người. Ủa, nó đây luôn. Nó nhảy lên cái tháp rồi. Lên, 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 lên. Giết lẹ đi, chuẩn bị ra con thêm con tiếp theo rồi tụi mình đỡ hấp kịp luôn á. Nhà hơi còn nè, ai da da. Ủa, nhà tao còn mày nhiều lắm hả? Ừ, ừ, ừ. Nhiều. Đi cọ đâu, cọ đâu. Ủa, mấy nhà giúp kìa, nhà giúp kìa, mấy nhà giúp kìa. Nhà giúp kìa. Chém thường hả con? Chém thường hả con? Chém thường hả con? Chém thường hả nha con? Ôi, bên nhà tôi cũng quá trời kìa. Trời ơi.
mày nè. Mày nè. Ui 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 ui. Mày. Ê nè. Cái này, cái này. Mày cắn đi, cắn được không? Tao mày ép cắn mày cắn được không? Còn tiếp. Ê, con Rocky ơi, ghẻ Rocky ra, ghẻ tiếp. Cái đồ Rocky ui. Nó nó giỡn quá trời. Ơi chết rồi mọi người, anh hết đạn rồi. Anh có gì? Không, vô đi ông vô. Bốn hết đạn rồi. Rồi bây giờ chuẩn bị mình sủi qua bên Nabi này nha. Đi. Vụ cái con nó theo, vụ con nó kia theo, vụ con nó kia theo, con nó đang hồi máu á. Nó kia. Vừa chạy đi, chạy đi. Thôi chạy đi. Vụ nó theo. Để tôi vụ ra. Vụ theo, cầm chân nha. Cố lên nha. Ôi ơi, mà bốn hết đạn hết rồi. Đang cố nè. Chuyển qua cà vậy. Ok, let's go. Thử đi em. Yeah. Rồi, xây nó. Thấy nó, đúng rồi. Nhắm nè. Chết rồi. Rocky với chúng tôi. Hay lắm em. Đi, coi còn con nào không? Chạy xung quanh, nhanh lên. Rồi bạn ơi, nãy giờ mình chiến đấu quá trời luôn rồi. Dây. Hai con Juma khác. Cái gì vậy? Sao một cặp Juma luôn, quá đéo. Một cặp luôn. Bơm, ui, không có nhiều máu á. Ôi, nó quăng bơm kìa trời. Nhiều Juma trước. Mày cặp Juma này khó bắn rồi nha anh em. Ồ, coi, tránh anh á. Ý da. Mày nè con. Trời ơi, tụi nó trâu quá, không có đạn nào trên nổi. Nó quăng bơm quá trời luôn rồi, bạn thấy không? Cố kìa anh em. Ôi, nó mạnh quá các bạn ơi, con Juma này mạnh lắm. Ôi, chết rồi kìa, cố lên. Mạnh quá. Cố lên, qua con quanh nè. Ủa. Mày. Trời, vô điện anh em. Vô điện. Chết nè con. Yes. Đó, còn chó, bên nhà mới còn chó kìa. Ôi, chết rồi, tôi ui động dữ vậy, quách trời heo. Trời kìa. Cố lên đi. Quá trời luôn nè. Trời ơi, nó giết em hai chân kìa. Trời ơi, nhíu quá trời. Trời ơi, sợ quá. Nó đông dữ vậy. Trời ơi, có một đêm thôi mà nó cứ la liên tục các bạn ơi. Vô căn cứ. Qua. Ôi. Vô thay đạn anh em ơi. Cái khác bắn rồi anh em. Ui, cái súng khác nữa nè anh em. Không biết tụi mình tiếp tục hay là đón tiếp những con chó nào nữa. Nãy giờ mình giết được bao nhiêu con người ta? 4 con đúng không? Đồ anh em ơi, cái gì mà 4 con luôn kìa. Cái gì đó? Không ổn rồi đại dương ơi. Ủa con đùm bò kìa ơi, con đùm bò bị dính vô điện. Con đùm bò này cũng trâu ít ác lắm. Trâu ít luôn á mấy con chó này. Nó tụt có tí máu vậy. Ủa ơi. Giết rồi. Giết nó kìa. Giết nó anh em. Giết hết. Giết hết. Ôi, sao một con rồi, chuẩn bị con nữa. Hay lắm anh em, một con thôi. Lên. Cố lên. Đây con đang mắc điện nè. Nó giật điện nha. Ở đâu hết đạn rồi. Ở dưới hầm á anh. Dưới hầm có đạn. Ú, có đạn. Đi hai thôi. Ê, tôi lên đây. Thử đây anh em. Mày. Mấy con chó nhỏ đó kìa. Út luôn. Ok, đúng rồi, bên team mate Jimmy còn kìa. Đông quá à, team mate của tôi. Tụi mày không có tay mày đi, không ơi. Cứu tôi cái mọi người. Đây anh. Ôi, con cuối chứ là con. Con cảnh sát á. Dạ. Chuẩn bị đó anh em. Đi về. Ê, đổi chỗ đi, đổi bay Nabi banh rồi. Go. Ui. Con cuối rồi kìa. Trời ơi. Ôi sao con cuối rồi kìa. Trời vậy. Ui, nó nè anh em. Oh my god. Quá trời luôn kìa. Ủa sao thằng này mấy cái con nhỏ của tụi nó cùng kia lại mình giết nó vậy? Ừ, để vô đi, vụ nó vô đi. Ai da. Ui. Trời. Mấy con này máu hết trời, máu mấy con này ít máu. Mày
gì đó. Ăn ăn nó kìa. Đi đi. Mày nè, chó đây. Ui. Ui, mệt quá. Đông quá. Đông quá, đông quá. Cố lên. Ai da da da. Cầm mày lóc ra chơi thôi, chứ giờ mình trong đây sao được. Ờ, qua qua, chuyển qua, chuyển qua này. Cùng cùng nhá, trời ơi. Ai quan tâm chứ trời. Không. Một con nó chết rồi kìa. Trời ơi, đông quá. Một con nó chết, chuẩn bị xem một con nữa nè em ơi. Mày. Cố lên. Bùm. Hai con. Hai con. Hai con sắp đây kìa anh em. Giết luôn em ơi. Đúng rồi, còn một con. Thôi bên kia còn, còn mấy con kia nữa, còn mấy con kia nữa. Qua, hỏi chờ ai bên nha. Chúc xong rồi, chúng ta sẽ hỏi anh nữa anh em. Đâu, 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 đâu. Ui sao còn con Charlie này vậy? Charlie này vậy? Mày nhớ đi. Đúng bò, đúng bò, đúng bò. Mày. Đúng bò, đúng bò này, đúng bò này ơi, nó cắn anh, nó cắn anh á. Chết đi. Trời ơi, mày cắn hả? Cắn hả mày? Cắn hả mày? Thôi tôi hỗ trợ nè. Trời ơi, nó. Vô má nè, vô má nè. Chết. Chết. Con vô má cuối thôi. Trời ơi, còn con cuối thôi. Mày. Con trâu luôn em. Ê. Con này trâu vậy. Con này trâu quá, con này trâu quá vậy. Rồi con này trâu hơn con cha xe nữa. Rồi xuống nước rồi. Rồi xuống nước rồi. Rồi. Chết mày con. Chết mày con. Chết mày con. Ủa trâu như vậy. Ủa con Yuma này hơi trâu nha. Từ bắn vô góc đi. Bắn vô góc dễ bắn xíu. Ờ anh em đẩy đẩy vô góc thôi. Đẩy nó xuống đây. Đẩy nó xuống đây. Rồi đẹp rồi đó. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Rồi lên vô góc vô góc vô góc. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Trời xe. Bây giờ hết rồi bạn ơi, mình đã giết hết tất cả những đêm mà của những con này rồi, cuối cùng tụi mình cũng đã đề phòng và chống xong tụi này rồi. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo nha. Bye bye, bye, bye.